Sữa nóng hổi mới pha này cục cưng, ôi là cục cưng. Nè, cục cưng uống đi. Không. Uống cho con mình nó khỏe. Sữa nóng lắm, anh đút em đi, không cầm đâu. Trời đất ơi, nũng nịu ghê, từ nãy giờ anh thổi muốn dảnh cái mỏ luôn. Ê, rồi đó, uống miếng đi. Hay quá ha. Tôi nghe nhiều người nói xung quanh lỗ tai tôi á là anh đang ngoại tình với con nhỏ nào đó. Ai vậy đó là thật? À, ai vậy anh? Ai vậy anh hả? Tôi là vợ của anh. Ủa, cô đi ngoại tình mà cô không biết tôi là vợ của anh hả? Ủa, sao anh nói với em là anh chưa có gia đình? Anh gạt em hả? Không, anh không có gạt em. Chỉ có điều là anh anh khó nói ra. Anh ok, thôi được rồi. Bây giờ em biết rồi. Hà nói thẳng luôn, cô có bầu với anh rồi. Em có thể nào chấp nhận cô không? Con Đức nó không có tội mà. Nha. Em, anh đừng có đem cái lý do đó ra để biện minh cho sự sai trái của anh. Tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là anh về ở với tôi. Hai là anh cắt đứt với nó. Còn không thì tôi với anh ly hôn. Tôi sẽ cho nó một số tiền để nó tự nuôi con của nó. Anh chọn. Anh cầm số tiền này đi. Nè, tại sao lại lừa gạt tôi hả? Nếu như biết anh có gia đình, tôi không có cô mà để có con với anh đâu. Được rồi, bình tĩnh. Chuyện này anh sắp xếp được. Cho anh thời gian, ok. Anh sắp xếp hả? Bây giờ anh tính sao? Anh tính bỏ mẹ con em để anh về với cô ta đúng không? Hả? Anh nói đi. Đã nói là từ từ mà. Em cào nhau hoài vậy? Để yên cho anh tính, được chưa? Được. Vậy anh tính sao thì tính. Anh mà bỏ mẹ con tôi hả? Tôi không để yên cho anh đâu. Anh dàn cảnh đưa con Quý vô khách sạn, sau đó chụp hình gửi cho tôi. Hồ, cục cưng của ba, mệt không con? Sao mà đâu. Qua bên kia ngồi đi. Trời ơi, cưng của ba kìa. Em cắt nước quá à? Thôi được rồi, bây giờ ngồi đây nha, anh đi mua nước. Ok. Bộ em mắc hết hồn á. Làm gì vậy? Có làm gì đâu. Chồng em đi rồi, có gì đâu mà giấu chứ. Anh tới thăm con nha mà. Mày muốn gì? Sao em hỏi gì mà xa cách vậy? Thì anh muốn đến nhìn con của anh thôi, chứ có muốn gì đâu. Mày muốn tiền đúng không? Trang, anh nói gì kỳ vậy? Anh nhớ con, anh đến đây để thăm con. Với lại anh cũng nhớ em mà. Sao tự nhiên cái em gặp anh là em cứ nói với vấn đề tiền bạc vậy? Bộ anh là con người sống vật chất gì đó hả? Em suy nghĩ đúng rồi đó. Nhưng mà tao không có tiền. Biến. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Dù sao con của mình nó cũng cần phải ở với ba ruột của nó chứ. Thà là anh chết bờ chết bụi đi. Còn cái này anh đang ngồi hiện diện trước mặt em, trước mặt con mà. Với lại làm như vậy á, để tránh cho thằng chồng của em phải đổ vỏ. Tao kêu mày biến mày nha. Ok, muốn anh đi thì anh đi. Anh đi tìm chồng của em. Mày à, mày. Mày sao? Mày định nói tao đổ vỏ cho mày đúng không? Hả? À. Coi chừng tao đi.
Còn cô, thư dối cha, cô bắt tôi nuôi con thiên hạ đúng không? Tôi đâu có lừa dối anh. Từ lúc mà tôi sinh con ra, tôi vẫn nghĩ đó là con của anh. Anh nghĩ tôi muốn qua lại với nó lắm, tại nó cưỡng hiếp tôi, nó bắt tôi mới làm như vậy. Nếu mà anh không phản bội, anh không qua lại với con Quý, anh biết trân trọng gia đình này, bây giờ tôi đâu có phải là người như vậy. Nếu mà anh sống đàng hoàng á, tôi đâu phải trở thành một con khốn nạn như vậy đâu. Im! Tôi đàn ông ra ngoài lăng nhăng thì sao, còn đỡ hơn cô cái thứ lăng lọt. Cô ra ngoài cô ăn ngủ với thằng khác, xong cuối cùng bắt thằng chồng của mình đổ vỏ hả? Ghê tởm cô đó. Tôi mới là người ghê tởm anh á. Đó, con của tao tao nuôi, còn mày bây giờ biết. Đúng là chuyện nực cười mà. Đây chính là hậu quả của việc cô bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại người khác. Anh tự coi đi, coi thử đứa bé ở trên tay tôi là con của ai. Em, con anh thiệt hả? Em, trong mắt của người ta, tôi chỉ là một con tiểu tam đáng khinh bỉ, đáng bị chửi rủa. Nhưng mà ít ra tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu được, còn hơn cái loại là vợ chính thức nhưng lại để chồng mình đổ vỏ cho thằng khác. Em, đừng có đụng cho con của tôi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mẹ con. Mấy lâu nay anh hiểu lầm, mẹ con em về với anh đi. Anh hứa anh sẽ bù đắp mà, anh nói thiệt. Anh đừng có hiểu nhầm. Tôi làm giấy xét nghiệm chỉ để chứng minh sự trong sạch của mình. Đúng là ban đầu tôi có giành giật anh về, cũng muốn là để cho con tôi có một người cha hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, anh không xứng đáng. Bỏ qua cho anh đi mà, em, cho anh cơ hội đi em.